đại tử thấy mình nông nổi, con đường chánh niệm lãng sao, chứa chấp vô minh phiền não, tạo nên vô nỗi hận sầu. Có lúc tâm tư buồn chán, mang lầy dằn vặt lo âu, thì không hiểu được kẻ khác, cho nên thường giận án cù. Lý luận xong rồi chắc mất mỗi ngày mổ chấp khổ đau, chi cách hú chi càng rộng, mỗi ngày không nói với nhau, cũng không muốn nhìn thấy mặt, cho nên nỗi kết về lâu. Nay con hướng về tam bảo, ăn năn hạn khiết cúi đầu. Đại tử xin nguyện trở lại, sống trong hiện tại diệm màu. Vườn tăng gieo hạt giống tốt, vương chồng hiểu biết yêu hương. Xin nguyện học phép phán chiếu, tập nhìn, tập hiểu, tập sâu. Lấy từ, tự tánh, các pháp, ớt ngài sinh tử cầm lao. Nguyện học nói lời ái ngữ, thương yêu chăm sóc sớm chiều. Nên nguồn vui tới mọi nẻo, giúp người vơi nỗi sầu đau. Đình đáp công ơn cha mẹ, ơn thầy nghĩa bạn về sau. Tinh hành tâm, hương một nén, đầy sang con nguyện hồi đầu. Nguyện đức từ phù che chở, trên con đường đạo nhiệm màu. Nguyện sinh chuyên cần tu tập, con tròn vả đạo về sau. Ly bà ly bà đế, cầu hoa đế, đà ra ni đế, ni ha ra đế, ma ha già đế, chăng lăng càng đế ta bà ha, chăng lăng càng đế ta bà ha, chăng lăng càng đế ta bà ha. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát Ma Ha Tát. Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý Phật tử, hôm nay là ngày 8 tháng 5 năm 2024, nhằm ngày mùng 1 tháng 4 năm Giáp Thìn. Chư Tăng và Phật tử Chùa Hồng Pháp có chuyến từ thiện nước sinh hoạt cho người dân tại tỉnh Bến Tre. Dự định thì Chùa Hồng Pháp sẽ thực hiện 20 xã thuộc huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre. Nhưng vì số lượng nước cung cấp chưa đủ thì chùa sẽ chia ra nhiều đợt để thực hiện làm sao cho đủ 20 xã tại thuộc huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre. Và được biết thì trong thời gian vừa qua, do khí hậu biến đổi rồi hạn hán kéo dài, cho nên cái lượng nước ngọt của sông Hậu và sông Tiền được giảm xuống, và vì thế thì nước biển tràn vào làm cho các người dân ở những khu vực giáp biển sẽ bị nhiễm mặn kéo dài, làm cho cái đời sống người dân sinh hoạt rất là khó khăn. Vì vậy, với tấm lòng tương thân tương ái, tinh thần ủng hộ từ phía Chư Tôn Đức Tăng Ni về tinh thần cũng như là vật chất, cũng như là về phía cấp cô độc, các nhà hảo tâm, quý Phật tử đã nghĩ tưởng đến tấm lòng cao quý này. Và ngày hôm nay, Chư Tăng Chùa Pháp cùng quý Phật tử là những cầu nối để đi xuống chia sẻ với bà con cũng như là người dân tại huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre. Ngày hôm nay cũng được may mắn là công ty nước uống cao cấp của Fujiwa đồng hành với nhà chùa để thực hiện chuyến thiện nguyện này. Và một lần nữa cũng xin cảm ơn công ty nước Fujiwa, cũng như cảm ơn Chư Tôn Đức Tăng Ni và quý Phật tử đã đồng hành với chương trình thiện nguyện này. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Và ngày hôm nay cũng được các bé thiếu nhi tại chùa Hồng Pháp. Đây là bé Nhật Nam, bé Hào Quang, bé Tường Lam và bé Kim Phúc. Ngày hôm nay sẽ cùng với quý thầy để phát những cái thùng nước đến cho người dân. Bởi vì biết rằng đây là cái chương trình thiện nguyện hết sức là ý nghĩa, không chỉ nhìn dành cho tất cả mọi người và đặc biệt là dành cho tất cả các bé. Bởi vì gieo duyên cho các bé được biết được cái việc làm ý nghĩa này. Và tất cả những người dân nhận được phần nước này thì các con cũng thấy rất là hạnh phúc khi mà được chia sẻ nè, rồi được rút cái kinh nghiệm sống cho mình là khi mình trở về nhà đó, mình cố gắng mình sống, mình tiết kiệm nước, bởi vì người dân ở đây là không có nước để sinh hoạt nha, hạn chế về nước sinh hoạt, nước uống nè. Đó, cho nên là các con khi về nhà đó, con cũng học được cái bài học này, sống tiết kiệm hơn về vấn đề mà sử dụng nước đó. Chúng ta làm sao ý thức hơn trong cái vấn đề sinh hoạt nước của mình, không có nên phung phí quá, bởi vì mình cố gắng mình nghĩ tưởng đến những người mà không có nước sử dụng thì như thế nào. Đó, hiểu không? Cho nên về nhà cố gắng là nước là phải sinh hoạt, phải tiết kiệm lại nha, được không? Rồi theo dõi nó hoài luôn. Rồi Tường Lam, sau khi con tham gia cái chương trình này con thấy làm sao? Dạ thấy vui. Hả? Thấy vui hả? Con thấy ý nghĩa không?
Trung tâm con rất là vui. Rất là vui hả? Con biết cái khu vực này là khu vực gì không? Khu vực cho nước. Hả? Khu vực cho nước hả? Mà lý do sao mình cho nước? Tại vì có nhiều người không có nước để uống. Có nhiều người không có nước để uống. Là ngày hôm nay với tấm lòng tương thân tương ái của ít lòng nhiều. Đó. Cho nên quý thầy Chư Tăng và Phật tử cũng như là các bạn nhí ở đây sẽ có một chuyến thiện nguyện đầy ý nghĩa. Cũng cảm ơn các quý vị lãnh đạo chính quyền đã tạo điều kiện cơ hội cho quý thầy cũng như quý Phật tử đã có cơ hội được đến địa phương để trao tặng tay những cái bình nước tinh khiết của công ty Fujiwa đã đồng hành với nhà chùa tặng cho bà con trong sáng hôm nay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bây giờ Tường Lam có giác cái bình nước này nổi không? Bây giờ con giác bình nước này nổi không? Hả? Hả? Tường Lam con có giác bình nước này nổi không? Còn nếu không thì... Hả? Rồi con quay lại con chào bà con cô bác ở khu vực... Con có tới chùa Quang Pháp một lần đi với thầy. Dạ. Ngủ ở đây nè. Dạ. Giờ về mới muốn về chùa ở luôn được không? Tường Lam có thích vô chùa ở luôn không? Dạ, con hả? Con còn lo cho cha mẹ con. Con còn lo cho cha mẹ nữa hả? Con chưa, từ từ con vô chùa con ở đi, lớn thì mốt lo sao cũng được, đâu sao đâu. Dạ, con sợ mẹ con lỡ như ở nhà té sao. Con sợ cha mẹ con ở nhà té làm sao hả? Không có sao đâu, cha mẹ con lớn rồi. Hả? Không ai lo chứ hả? Ủa sao mà con làm gì là con tầm nhìn xa trên 10 km/h vậy? Hả? Con lo xa quá vậy? Hả? Con còn nhỏ mà bây giờ là cha mẹ đang lo cho con mà bây giờ con nói con lo cho cha mẹ là sao? Con lớn lên á. Con lớn lên thì bây giờ con vô chùa con ở một thời gian đi được không? Con 11 con lớn lên. Con lo cho cha mẹ trước rồi con đi vô chùa sau. Lớn lên con lo cho cha mẹ trước rồi sau đó con đi vô chùa sau đúng không? Để làm tròn cái bổn phận trách nhiệm của người con hiếu thảo với cha mẹ trước. Sau khi nào cha mẹ ổn định hết rồi con mới vô chùa đúng không? Thưa vì đây là những cái những bình nước nước lọc và đến từ công ty Fujiwa đã đồng hành với nhà chùa trong cái chuyến thiện nguyện này. Rồi bên Lam nổi không? Ông nổi không? Ông nổi đâu, chắc không nổi đâu. Ở đây là ông nổi không? Con nổi không? Con giác lên thử con giác được không? Đó, đưa lên cái vị thế giác rồi đó. Rồi giác đi vô luôn. Rồi Lam đi tới luôn. Rồi cố lên nha Lam. Rồi Lam cố lên. Lam cố lên, giác lên trong luôn, đi thẳng vô trong luôn. Rồi hai đứa hai bình đi giác đâu, hai đứa đi theo luôn hai đứa ơi. Đi theo nè. Nặng không? Cố gắng nha. Đây là cái tấm lòng của các bé đã sắp xếp được thời gian, mặc dù là cái công việc học của các bé cũng rất là bận rộn. Nhưng mà các bé cũng đã sắp xếp được thời gian để đi trong chuyến thiện nguyện này. Hết sức là ý nghĩa. Khi các bé và gia đình thấy được cái việc thiện nguyện ý nghĩa này đã không ngần ngại tham gia chương trình. Hy vọng rằng là những người dân sẽ đón nhận được những cái bình nước tinh khiết từ phía công ty Fujiwa. Đây là nước tinh khiết nhãn hiệu khá là nổi tiếng đến thời điểm bây giờ của Việt Nam. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý Phật tử, đây là đại đức Thích Tâm Huệ, trưởng ban từ thiện của chùa Hoằng Pháp. Nhân thấy được trong những ngày qua thì cũng có quý Phật tử cũng như là chính quyền địa phương cũng đã gợi ý nhã ý đến chuyến thiện nguyện này. Kính thưa thầy, thì thầy thấy chương trình này nó như thế nào ạ đối với người dân trong thời điểm hiện tại? Thì kính thưa quý bà con cô bác cùng các Phật tử, gần đây đó thì hạn mặn đã xảy ra vài tỉnh miền Tây, trong đó có tỉnh Bến Tre,
và huyện Bình Đại nói riêng. Thì cái này là ảnh hưởng tới thức ăn và thức uống đã nhiễm mặn khoảng 3 phần 3 đến 4 phần ngàn. Vì thế nhờ cái vấn đề ăn uống sinh hoạt của nhân dân rất là khổ cực. Chính vì thế mà được sự kết nối của chú Lự ở đây mới xin phép là hòa thượng đạo trưởng thượng chân Hà Tính tâm phong chùa Hoàng Pháp phòng đại đức Thích Tâm Trường trụ trì chùa Pháp cùng chư công đức tăng của chùa để có một cái vận động để các vị Phật tử là khắp cộng đồng và các mạnh thường quân để chung tay góp sức để cho thực hiện cái chương trình mà giọt nước nghĩa tình để đến bà con trong huyện Bình Đại. Thì chúng tôi có mong mỏi rằng quý vị ở những nơi không có bị hạn mặn, quý vị nên tiết kiệm nước. Tại trong khi chúng ta có những chỗ nước rất là dư dả mà chúng ta phí phạm cái tài nguyên nước của mình, và trong khi bà con một số tỉnh miền Tây rất là cơ cực thiếu nước để ăn uống và sinh hoạt. Đó quý vị ráng cố gắng mà tiết kiệm thì cái nhân quả mình sẽ được giàu sang, cái gì cũng đầy đủ đó, để cùng nhau mình chia sẻ những cái nào khó khăn cho bà con những cái vùng mà ăn mặn đó. Thì cũng chúc quý tử bà con cô bác mà luôn theo dõi cũng chương trình đó cũng một gia đình luôn ăn vui hạnh phúc và tràn đầy năng lượng trong bánh hào quang vào mười phương chư Phật. Nam mô chư Phật. Dạ, con cảm ơn thầy. Thì đây tất cả những cái nước này thì được đồng hành bởi công ty Fujiwa, đây là nước tinh khiết. Nhìn cái chai rất là đẹp, bắt mắt, và cũng như cái chất lượng nước của nó đã đem đến được thỏa mãn được cái người tiêu dùng trong những năm qua. Thì thầy thấy được cái việc làm này của công ty như thế nào đồng hành với chùa mình, thầy thấy có ý nghĩa không? Trước hết thì chúng tôi cũng thay mặt hòa thượng đạo trưởng thượng chân Hà Tính chùa Pháp và đại đức trụ trì cùng chư tôn đức tăng và nhân dân của huyện Bình Đại và đưa nhiễm mặn, trong đó có 20 xã, thì thành thật là cảm ơn công ty Phước Tinh Khiết Siêu Hoa đã hỗ trợ giảm giá. Khi đơn là cô thủy tổng giám đốc cùng toàn thể cán bộ công viên trong công ty là cũng cầu nguyện đảm bảo cho họ, cho công ty luôn luôn khang thịnh vượng, là luôn luôn đồng hành cùng quý thầy ở chùa Pháp để chia sẻ những phần nào đó cho bà con những người thiếu thốn. Nam mô chư Phật. Được rồi chứ? Rồi, cảm ơn con. Mình là người dân địa phương nè, cảm ơn bé Từng Lam đến ủng hộ cái giọt nước nghĩa tình nè, xuống đây phục vụ bà con ở địa phương. Ở nhà cô đâu, xe đâu cô? Dạ. Đâu nhà chỗ nào? Ở đâu chỗ nào? Đâu chỗ nào? Đâu này, để đây ha.
được lên nè. Xe mình khác là chỗ đang ra cô hả? Xe mình khác chỗ đang chạy ra. Ủa, có đủ chưa? Chú bưng nhìn con dạ. Cái bà mới có một mình phải không? Đúng rồi. Rồi lực lượng đây rồi. Đâu? Ra rồi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, nhân chuyến thiện nguyện phát nước tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long, trong đó là tỉnh Bến Tre, và đặc biệt cụ thể hơn đó chính là huyện Bình Đại với 20 xã, chùa Hoằng Pháp cùng quý vị Phật tử đã phát tâm hỗ trợ cho 20 xã do danh sách của chính quyền địa phương cung cấp. Và ngày hôm nay quý thầy cùng với các bạn tham gia khóa tu thiếu nhi em về bên Phật của chùa Hoằng Pháp đã phát tâm sắp xếp được thời gian đi theo cùng với quý thầy, tháp tùng cùng với quý thầy để có chuyến thiện nguyện hết sức là ý nghĩa này. Thông qua cái chuyến thiện nguyện này thì các em cũng có được cái niềm vui khi thấy bà con nhân dân có được những thùng nước để uống, và cũng nhắc nhở các em rằng là sau khi trở về với đời sống gia đình thì các bạn cũng cố gắng là sinh hoạt sao cho nó tiết kiệm lại, không phung phí, bởi vì những người dân, những người khác, người ta còn rất cần những cái nước sinh hoạt, những nước uống nè, rồi nước sinh hoạt, tắm giặt giũ vân vân, đó người ta rất là cần, mà mình thì lại có dư thừa mà chúng ta xài phung phí thì không nên nhé. Thông qua cái chương trình thiện nguyện này thì các bạn phải cố gắng rút ra cái bài học tiết kiệm nhé, cho đời sống sinh hoạt của mình. Và để ôn lại cái bài nhớ ơn do Hòa Thượng Đạo Trưởng Tổ Đình Hồng Pháp, Hòa Thượng Thượng Chân Hà Tính đã sáng tác để giúp cho các bạn sẽ nhớ ơn tất cả những gì mà chúng ta có được như ngày hôm nay, để chúng ta trân trọng, trân quý, sống xứng đáng là người con Phật, để sau này chúng ta có được cái phước báo cho bản thân mình, cũng như là lan tỏa cái niềm thiện cảm này đến với tất cả mọi người. Rồi sau đây xin mời bốn bạn sẽ đọc bài nhớ ơn. Bài học nhớ ơn. Con xin nhớ ơn cha, con xin nhớ ơn mẹ. Cha mẹ sinh con ra, cho con thân thể này. Con xin nhớ ơn thầy, chỉ dạy những điều hay.
tri thức và nghề nghiệp, biết sức sống cho con. Con xin nhớ ơn Phật là bậc đủ phước trí, khai thị rõ đường mê, đưa con về bờ giác. Con xin nhớ ơn Pháp là ngọn đuốc sáng soi, dẫn con về nẻo chánh, xa lánh hẳn đường tà. Con xin nhớ ơn Pháp là bậc thầy thanh tịnh, giới đức thật nghiêm minh, bậc mô phạm chúng sinh. Con xin nhớ ơn trời đã che chở cho con. Con xin nhớ ơn đất cho con đủ vật sống. Con xin nhớ ơn người đã cung cấp cho con từ miếng ăn ngon ngọt đến áo quần đẹp xinh. Xin nhớ ơn tổ quốc, người lãnh đạo nước nhà, bảo vệ đất nước ta hòa bình và an lạc. Từ khi có thân này cho đến ngày con lớn, nhờ biết bao ân đức công sức của bạn loài, con người quý biết bao, con được sống làm sao cho thật là cao đẹp, không hổ hẹn kiếp người, nguyện trao dồi đạo đức, lo mở mang tri thức, thân cận thầy bạn hiền, thương yêu kẻ cô khổ, vâng lời thầy dạy dỗ, hiếu thảo với mẹ cha, trên kính trọng ông bà, dưới hoa thuận anh em, xin đem lòng thành kính quy y Phật Pháp Tăng, hằng đến chùa học đạo, sống cuộc đời thanh cao, vâng lời Phật dạy bảo, không làm các việc ác, xin làm các điều lành, giữ tâm ý tịnh thanh, nguyện thực hành nam giới, không sát sinh hại vật, không cướp giật của người, không là lời tà hạnh, luôn nói lời chân chánh, không vọng tưởng ác ngôn, không cờ bạc rượu chè, cùng xì ke ma túy, không để bị mê hoặc bởi các cuộc ăn chơi, đua đòi theo thời mối, thiêu đốt cả bạc tiền, ngồi xe ngăn học tập, sao giúp ích cho đời, mỗi ngày thêm niềm tươi, mọi người được hạnh phúc. Xin cầu chúc tất cả sống hòa thuận bên nhau, thế giới hết khổ đau, chúng sanh thành Phật đạo. Thành kính lễ Tam Bảo, Đức Bổn Sư Thích Ca, Đức Phật A Di Đà, chúng dám cho lòng con. Nam Mô A Di Đà Phật. Hay quá, xin mọi người cho một tràng pháo tay đi. Quá hay. Bài học này là có con học được bao lâu? Dạ. Hả? Con học được bao lâu mới thuộc? Dạ mỗi khóa tu. Mỗi khóa tu hả? Mỗi khóa tu là mỗi một lần là ôn lại là con thuộc luôn hả? À, giờ thuộc luôn hả? Có nghĩa là con đi khóa tu rồi cái con học mỗi lần là quý thầy sẽ ôn lại, rồi quý thầy sẽ rồi con sẽ học trong lớp luôn, trong buổi trong giảng đường luôn đúng không? Dạ. Rồi sau đó về nhà cái con ôn lại nữa thêm. Đúng không? Là bây giờ là thuộc luôn rồi. Dạ. Ôi giỏi vậy ta. Rồi mai mốt có đi thiện nguyện gì đó thầy sẽ rủ đi tiếp nha. Dạ. Con rất muốn đi khóa tu. Hả? Đi khóa tu ha. Gần tới đi khóa tu rồi nè, gần tới khóa tu, con thích đi khóa tu lắm hả? Còn 11 ngày nữa thôi Lam ơi. Còn bao nhiêu ngày nữa ta? Bao nhiêu ngày nữa tới khóa tu? 11 ngày nữa phải không? Đó rồi cái ngày khóa tu thì con đi đến chùa ha. Hôm bữa con khóa tu một ngày tới là con có đi phóng sanh không? Hả? Con có thích phóng sanh không? Chủ nhật tới nè, chủ nhật tới cái gì là tu một ngày thì con phát tâm đi phóng sanh nữa phải không? Con có đi phóng sanh không? Nha, chủ nhật tới con đi nha. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều chọn thành Phật đạo. Rồi, cảm ơn các bạn đã làm được điều ý nghĩa và trang những làm điều ý nghĩa cho bản thân mình mà các con còn biết hồi hướng cho mọi người nữa. Đây là việc làm rất là tốt. Sau này đó các con mà có làm những điều tốt, các con cố gắng nghĩ cho người khác và hồi hướng công đức cho tất cả mọi người.
ai cũng có được cái phần công đức giống như mình, và ai cũng có nhận được những từ trường tốt đẹp từ phía mình ha, hiểu không? Nay con tỉnh ngộ quy y Phật, chi giúp tôi hiền tạo phúc duyên, cúi đầu để tạ tổ tông báo ơn sinh dưỡng. Này con nhục nhằn đầy, con sinh dưỡng đạo hần, tu cầu tâm tổ siêu hân Phật đài, nguyện làm cho đẹp mặt mày, khó rơi khổ ải liên đài được lên, mong nhờ tất cả bề trên đủ con yên ổn vững bền cõi tu. Nam mô Ta Bà giáo chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Ta Bà giáo chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Ta Bà giáo chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Phật Phương Phật. Nam mô Phật Phương Pháp. Nam mô Phật Phương Tân. Nam mô Phật Tổ Phật Hài Quan Hưởng Đại Đại Hằng Trong Quan Cụ Hằng Chư Vị Sơn Hằng Chư Vị Năm Loan Bảy Núi Cảm Ứng Chứng Minh. Nay con hãy hỏi Allah một lần đến những nghi thêm mấy ngày tu hiền theo Phật đạo. Nam mô Nhất Nguyện Cầu Thiên Hoàng Địa Hoàng Nhân Hoàng Liên Hoa Hải Hội Tự Phật Từ Bi Phật Dương Độ Chúng Thế Giới Bình An. Nam mô Nhất Nguyện Cầu Củ Quỳ Hấp Tổ Tịnh Độ Siêu Sanh. Nam mô Ta Nguyện Cầu Phụ Mẫu Tại Đường Tân Long Phúc Họ Phụ Mẫu Quá Khứ Trực Chuyển Tây Phương. Nam mô Tứ Nguyện Cầu Bá Tánh Dẫn Dân Từ Tâm Bắc Ái Giải Thoát Mơ Ly. Nam mô Ngũ Nguyện Cầu Phật Tổ Phật Thầy Từ Bi Xá Tội Đệ Tử Tiêu Tan Tịch Sự Chí Huệ Hương Mong Gia Đắc Đạo Quả.